Hỏi anh Phương đây. Điện thoại đâu? Rồi thì Dương và Thùy Vân xin là chào tất cả chị yêu mình đang xem livestream của em. Rồi mọi người ơi, mọi người có nhìn rõ em không nào? Mình đang xem livestream của em, cho em xin một dấu chấm này, một cái comment hay một cái icon, một câu xin chào bất kỳ gì đó thôi, để bên em biết rằng là các chị yêu mình đang theo dõi chúng em trong buổi livestream ngày hôm nay. Và để ngày hôm nay này, chúng ta biết rằng mình đang theo dõi nhau trong buổi livestream này, mình cùng tương tác với nhau nha. Hiện tại Facebook đang siết tương tác rất là nhiều, ẩn comment rất là nhiều. Chiều nào mình không thường xuyên tương tác với bên em này thì chắc chắn sẽ bị ẩn comment, đúng nào? Rồi ngày hôm nay tình yêu nào mà mình đại bị ẩn comment thì rất là đáng tiếc. Ngày hôm nay Double T Shop bên em mang ra một chương trình rất là hấp dẫn và thú vị. Bởi vậy mình đừng đại bị ẩn comment nhé. Trước tiên vào chương trình đó này, em xin phép được nhờ các chị yêu là mình feedback cho em một cái nho nhỏ xinh xinh vào đây nào. Là âm thanh ánh sáng đường truyền em ổn định chưa? Nếu âm thanh ánh sáng đường truyền em ổn định rồi, mọi người comment tại đây cho em là đã ổn định, để em mang đến cho các chị yêu một cái livestream thật là tuyệt nhất. Còn nếu ví dụ như âm thanh ánh sáng đường truyền chưa được thật sự ổn định này, nó vướng phải lỗi ví dụ âm thanh không rõ này, hình ảnh không nét, mọi người comment tại đây cho em để em yên tâm mang đến cho các chị yêu một cái live thật là tuyệt vời nhất nhá. Ngày hôm nay Double T Shop bên em mang ra một chương trình là gì ạ? Xả áo phao với giá là 97k. Xả áo phao với giá 97k thì chị yêu nào mà ngày hôm nay mình sang xem được livestream của em, đó là một điều hết sức tuyệt vời rồi. Và chương trình này chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đầu livestream ngắn ngủi thôi, nên chị yêu nào mà mình gì ạ? Mình đang xem livestream của em, mình tận dụng cơ hội nhá, mình đẩy tương tác tốt với bên em đi, để khi mà tí nữa mình tham gia chương trình này chắc chắn là mình sẽ không bị ẩn comment, để chắc chắn bản thân mình không ẩn comment này. Đấy, mình phải tương tác tốt với em, đúng nào? Rồi nếu mà đã ổn rồi, em ok, em cảm ơn tất cả các chị yêu mình đã feedback cho em này. Rồi vậy thì bây giờ thì rồi không làm mất nhiều thời gian của các chị yêu nữa, mình bắt đầu vào chương trình ngay bây giờ. Một chương trình xả áo phao với giá là 97k. Các chị yêu mình đã sẵn sàng chưa nào? Để Thùy Dương nêu ra luật chơi và nêu ra cú pháp đặt hàng ngay bây giờ đấy ạ. Rồi ok, để tham gia chương trình với Thùy Dương hiện tại ngày hôm nay, một chương trình xả áo phao đại hàn Quảng Châu cao cấp, trước tiên Thùy Dương xin phép được dành ra 30 giây để giới thiệu về sản phẩm ngày hôm nay. Với 97k các chị yêu mua được gì nhá? Với 97k các chị yêu mình dinh ngay được một sản phẩm áo phao hàng Quảng Châu đại hàn như hiện tại Thùy Dương và Thùy Vân đang mặc đấy ạ. Một sản phẩm dáng phao là dáng phao baby doll này. Đấy, rất là đáng yêu, rất là xinh xắn, đúng nào, mà cực kỳ dễ mặc. Sản phẩm được thiết kế là phao nhăn hàng Quảng Châu cao cấp, trần bông rất là dày dặn luôn, có điểm nhấn đằng sau cho chúng ta này. Đó, ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu chỉ với giá 97k trong vòng 10 phút đầu live. Yêu thích để đúng cú pháp gen nào, 97k kèm màu kèm số điện thoại, chia sẻ cho em 15 lần, 2 lần lên trang Facebook cá nhân chế độ công khai, 13 lần còn lại hãy chia sẻ vào hội nhóm, hội chợ, hội buôn bán công khai cho em nào. Rồi ngày hôm nay 97k mình dinh một sản phẩm áo phao hàng Quảng Châu cao cấp phao nhăn này. Đấy, rồi và bên em có đủ size, từ size gì, từ size M cho đến size 3XL, có nghĩa là từ 40 cân đến 65 cân mình đều có size lựa chọn cho em, phải không ạ? Và em xin phép được giới thiệu ngày hôm nay có 7 tông màu cho các chị yêu mình cùng lựa chọn này. Màu vàng này, màu xanh ghi đá này. Đấy, màu vàng, màu xanh ghi đá này. Đây, đây, đây. Rồi, 7 tông màu cho các chị yêu nhá. Màu vàng, màu xanh ghi đá này. Màu này em gọi nó là màu sữa này. Đấy, màu hồng đất này. Đó, màu cam này. Rồi này, màu đỏ và màu đen nhá. Ngày hôm nay 7 tông màu cho các chị yêu lựa chọn. Rồi, cú pháp đặt hàng đã có rồi, luật chơi quy luật cũng đã có rồi, còn chần chờ gì nữa nào? 97k kèm màu kèm số điện thoại, lên đơn hàng thành công này, nhớ là chỉ duy nhất trong vòng 10 phút đầu livestream thôi. Nên chị nào mà mình tận dụng cơ hội, mình nhanh tay mình comment tại đây, chia sẻ cho em 15 lần, ngày hôm nay 15 lần đổi lại một sản phẩm áo phao hàng Quảng Châu cao cấp. Còn lời gì nữa, quá lời hơn rồi, đúng nào? Rồi nhanh tay để đúng cú pháp, 97k kèm màu kèm số điện thoại, chia sẻ 15 lần cho em được không ạ? Rồi
Một sản phẩm phao đại hàn Quảng Châu cao cấp, đủ size đủ số từ M đến 3XL luôn. Rồi các chị ơi, mình chia sẻ, mình đẩy tương tác này, để comment của mình ngày hôm nay không bị ẩn nhá. Ngày hôm nay mình để bị ẩn thì cực kỳ là đáng tiếc luôn này. Đấy, rồi một sản phẩm phao nhăn rất trần bông, rất là dày dặn, zoom sát chất rồi. 97k kèm màu kèm số điện thoại, lên đơn hàng thành công mức giá là 97k được chưa? Chia sẻ cho em 15 lần nha. Rồi ngày hôm nay này, chị yêu nào mình tham gia đúng quy luật của bên em. Cuộc chơi nào mình cũng phải có luật chơi đúng nào, tuân thủ luật chơi mình mới là người chiến thắng. Không tuân thủ luật chơi, lách luật thì không bao giờ chiến thắng đúng nào. Rồi ok, 97k kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em, chia sẻ cho em 15 lần này. Đấy. Đúng rồi, nhanh tay nào. Nhanh tay nào các chị ơi. Cơ hội chỉ đến duy nhất trong 10 phút đầu livestream thôi ạ. Đó, bây giờ hiện tại đã là 5 phút trôi qua rồi các chị ơi nhá. Còn 5 phút nữa để mình nhanh tay lên đơn hàng cho em nào. 97k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em. Ngày hôm nay 7 tông màu và rất là nhiều size cho các chị ơi lựa chọn, thoải mái luôn ạ. Hàng bên em là hàng Quảng Châu cao cấp nhé. Phao nhăn hàng Quảng Châu loại 1 này, ngoài thị trường đang bán mức giá từ 700 đến 900 nghìn đồng đấy ạ. Ngày hôm nay duy nhất trong 10 phút đầu livestream em mở bán với mức giá 97k. Cho các tình yêu nhanh tay comment và nhanh tay chia sẻ cho em nào. 97k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần nha. Ngày hôm nay chị yêu nào không chia sẻ mình tự đánh mất quyền lợi của chính mình luôn này. Ngày hôm nay không chia sẻ chắc chắn là không mua được giá 97k đâu các chị yêu nhá. Chia sẻ cho em 2 lần lên trang Facebook cá nhân và 13 lần lên các hội chợ ở nhóm nào. Sau đó vào đây comment thật là nhiều lần lên để em thấy các chị nha. Hiện tại Facebook đang siết tương tác và đang ẩn comment rất là nhiều đấy ạ. Đó, đôi khi là mình cứ comment rất là nhiều nhưng em lại không nhìn thấy mình, bởi vì mình đã bị ẩn comment rồi, lâu ngày mình không tương tác với nhau đúng nào. Vậy thì hôm nay nhìn thấy nhau hãy tương tác với nhau nhiều lên, chia sẻ và comment cho em thật nhiều lần lên để em thấy các chị yêu nha. Rồi nhanh tay lên nhá, nhớ chia sẻ cho em. Chia sẻ cho em chỉ cần 15 lần thôi. Chỉ 15 lần chia sẻ nào. 2 lần trên trang Facebook cá nhân và 3 lần trên các hội nhóm công khai. À 13 lần trên các hội nhóm công khai. Rồi vào đây comment theo đúng cú pháp 97k kèm màu kèm số điện thoại. 97k mình xin ngay cho em một chiếc áo phao này, bán với giá 97k một chiếc áo phao. Đừng chần chừ giúp em, comment nhanh tay lên cho em. Comment càng nhiều thì cơ hội mình mua được áo phao 97k đúng rồi, càng chính xác hơn rồi. Cái dáng phao này rất là đẹp cho em này, dáng phao này, dáng phao xòe baby doll này, rất là nhẹ nhàng, trẻ trung và dễ thương luôn cho em đúng không ạ? Đó đấy, cái dáng phao này đấy, phía trên này nó ôm rất là vừa vặn này, hơi ôm eo một tí đúng không ạ? Phía dưới nó xòe dáng kiểu dáng baby doll này, trẻ trung vô cùng đấy. Và trước và sau hơi ngắn dài hơn một chút này, rất là cá tính và trẻ trung cho em nhé. 7 tông màu, 7 sự lựa chọn. Phao nhăn trần bông đến từ Quảng Châu, đi trời mưa trời rét thì quá là thoải mái luôn. Thời tiết thì càng ngày càng lạnh rồi đúng không ạ? Không sắm những em áo phao như này thì còn đi đâu sắm nữa ạ? Nhanh tay cho em nào. 97k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em đủ 15 lần các tình yêu nha. Rồi nhớ chia sẻ đủ cho em, ok chưa nào? Phải chia sẻ đủ rồi mình vào đây comment theo đúng cú pháp giúp em nha. 97k kèm màu kèm số điện thoại, với 7 tông màu mọi người lựa chọn cho em thích tông màu nào thì comment cho em đúng cú pháp tông màu đó. Đúng rồi. 97k kèm màu kèm đúng rồi, nhớ phải đúng cú pháp cho em nhé. Em thấy có một số chị chỉ để lại 97k kèm màu này, có chị là chỉ để lại mỗi số điện thoại, có chị thì lại comment là cho chị cái nọ cho chị cái kia, như vậy là sai cú pháp rồi nhá. Những cái đơn hàng sai cú pháp là mình chắc chắn không được lên đơn rồi. Còn chị yêu nào ngày hôm nay mà không chia sẻ đủ là mình rất là đáng tiếc luôn đấy, mình rất là lãng phí luôn đấy ạ. Đấy, toàn màu đẹp, toàn áo đẹp, ngày hôm nay không dinh thì đi đâu dinh đây. Nhanh tay cho em nào, 97k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 15 lần nha. Rồi các chị ơi, chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đầu livestream thôi, nên là cơ hội gì ạ? Cơ hội đến với chúng ta rất là nhanh chóng này. Chị yêu nào mình tận dụng được cơ hội này thì rất là may mắn đúng nào. Rồi hiện tại này bây giờ cũng đã gần là gì ạ? Gần 10 phút rồi. Giờ cũng khoảng 8 phút rồi, chỉ còn 2 phút duy nhất cuối cùng cho chị yêu nào mình chưa chia sẻ, quay vào đây comment cho em nào. 97k kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá 97k. 97k ngày hôm nay với 15 lượt chia sẻ mình được gì nào? Một sản phẩm áo phao hàng Quảng Châu cao cấp, chất liệu phao nhăn trần bông rất là dày dặn này. Hàng bên em có đủ size đủ số, dưới 65kg thoải mái vừa. Form dáng baby doll rất là dễ thương và xinh xắn mà cực kỳ là dễ mặc. Chị yêu nào mình bầu bí nhỏ mình bon chen cho em cũng rất là ok, được không ạ? 97k kèm màu kèm số loại, đó chính là cú pháp luật chơi chia sẻ 15 lần. Với 15 lần đổi lại một sản phẩm áo phao đón gió mùa đông bắc thì không còn gì lời hơn nữa đúng nào. Chỉ mất 10 phút đầu like thôi, mình xem like 10 phút mình dinh ngay một sản phẩm áo phao này thì còn quá xứng đáng đúng nào. Quá xứng đáng chứ ạ. Đúng rồi, nhanh tay nào. 97k nào. Nhanh tay giúp em là nhanh tay, chỉ còn những giây đếm ngược giúp em thôi. Chắc bây giờ chỉ còn 1 hoặc là 2 phút thôi. Bởi thế nhanh tay comment cho em nào. Comment thật nhanh lên cho em, bởi vì em chuẩn bị chọn ra những chị mua được với chiếc áo 97k rồi. 97k nhá. 97k kèm màu kèm số điện thoại nào.
chia sẻ chưa? Bởi vì hôm nay nếu mà em ấn vào các chị nha, mà các chị không chia sẻ giúp em này thì quá là đáng tiếc đúng không nào? Nhớ là phải chia sẻ đủ rồi vào đây comment cho em. Em chọn là chị này, chia sẻ đủ. Ok, nhận quà luôn 97k trên một chiếc áo. Rất là lời đúng không nào? Rồi đúng rồi đấy, ngày hôm nay không phải là một chị yêu may mắn được mua với giá 97k. Nhưng ngày hôm nay bên em chơi lớn, 3 chị yêu may mắn được mua với giá 97k được chưa? Áo đó, cơ hội đến với 3 tình yêu nào may mắn ngày hôm nay. Đấy, em sẽ ghim trực tiếp bình luận, trực tiếp số điện thoại trên Facebook của chúng ta, trên cái livestream này, trên cái máy mà đang lướt trên cái màn hình livestream này đúng nào. Em lướt trực tiếp này, em dừng lại đâu em thấy chị nào, em ghim tên được không ạ? Rồi ngay lập tức khi được em ghim tên, khi được em đọc tên, ngay lập tức inbox lại cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá 97k. Nhanh lên nào, không đủ hủy ngay lập tức được chưa? Okay, rồi cuộc rồi, chơi nào cũng phải có luật chơi, tuân thủ luật chơi thì mới là người chiến thắng được không ạ? Giờ chị yêu nào mà ngày hôm nay mình được gọi tên nhưng mà mình lại không chia sẻ đúng đủ cho em thì quá trời là đáng tiếc luôn, mà là mình tự đánh mất quyền lợi của mình chứ không phải là bên em ép các mình đánh mất quyền lợi của mình nha, đúng nào? Đúng rồi. Rồi 97k kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Rồi bây giờ em gia hạn thêm cho các chị yêu 1 phút, gia hạn thêm cho các chị yêu 1 phút để cho các chị yêu nào mình mới vào sau, mình chưa tham gia được chương trình này thì ngay lập tức chia sẻ rồi comment nhiệt tình vào đây giúp em. 15 lần chia sẻ, 2 lần lên trang Facebook cá nhân, 13 lần còn lại chia sẻ hội nhóm hội trợ. Vào đây comment 97k kèm màu kèm số điện thoại, nhớ là mình phải comment đúng cú pháp. Hiện tại em thấy nhảy trên màn hình điện thoại livestream của em rất nhiều chị đang comment sai cú pháp này, là đọc có 97k kèm màu không có số điện thoại, lại đọc có gì ạ? Đọc có 97k không có màu chỉ có số điện thoại nữa, đúng nào? Rồi đúng cú pháp em mới lên đơn hàng nha, 97k kèm màu kèm số điện thoại. Nhanh tay lên, 30 giây đếm ngược cho các chị nào mà chưa kịp chia sẻ, quay ra chia sẻ cho em, chia sẻ 15 lần cảm tưởng vẫn ít đúng không nào? Tiếp tục cho em 20 lần, 25 lần càng được đúng không nào? Càng mừng càng nhiều thì cơ hội chúng càng cao. Nên là nhanh tay chia sẻ cho em nào, 97k kèm màu kèm số điện thoại. Chỉ còn 30 giây, à không 20 giây rồi, 20 giây nhá là em bắt đầu chọn ra những chị mua chiếc áo phao em đang mặc với rồi, giá 97k rồi. Đấy, ngày hôm nay này, ngày hôm nay chương trình chỉ trong 10 phút đầu live mà em gia hạn cho các chị yêu hơn hẳn 1 phút rồi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa nào, 97k kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công này. Đấy rồi, ok này, em chuẩn bị chọn trên màn hình đây, em sẽ lướt trực tiếp ở trên máy đang phát livestream. Đấy đúng rồi, em sẽ lướt trực tiếp trên máy đang phát livestream và sẽ ghim bình luận nha, tên số điện thoại trực tiếp được không ạ? Rồi, rồi ok, bây giờ em ghim chị yêu nào mà có avatar màu đỏ rất là xinh gái đây ạ. Rồi chị Bao Binh đúng không ạ? 97k màu đỏ 0945000868, xin chúc mừng chị Bao Binh. Chúc mừng ngay chị Bao lập Binh tức à. Này inbox cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá là 97k, không đúng không đủ em hủy ngay lập tức nhá. Còn rồi tiếp tục nào? Tiếp tục này, còn hai chị yêu nữa, bây giờ em lại tiếp tục ghim đây ạ. Rồi tiếp tục chị yêu nào đây ạ? Ồ, chị Lê Lý đúng nào, 97k màu vàng này, xin chúc mừng chị Lê Lý, ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá là 97k. Rồi chỉ còn một chị yêu duy một nhất người nữa, đúng nào? Rồi chỉ còn một chị yêu duy nhất, cơ hội cho chị yêu nào đây, nhanh tay nào mình comment nhiệt tình lên để em có thể nhìn thấy comment của các chị yêu nhá. Đấy chứ nếu mình chỉ comment có 1-2 lần em làm sao có thể nhìn thấy các chị yêu đúng nào? Nhanh tay rồi, ok nha. Nào một tiếp tục này, một chị yêu cuối cùng này, em nhìn thấy em dừng lại chỗ chị này, có họ Nguyễn nhá. Đấy chị yêu nào mà mình là họ Nguyễn mình đã biết là mình chưa nào? Rồi ok nào, không làm nào cái tò mò các chị yêu nữa, em sẽ ghim trực tiếp chị yêu luôn này. Rồi chị Nguyễn Thị Hương nào, 97k xanh ghi này, 0932445332 đúng nào? Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hương, ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ này, đúng đủ bán với giá 97k, không đúng không đủ hủy ngay lập tức nha. Rồi, xin chúc mừng ba chị yêu này, mình đã gì ạ? May mắn ngày hôm nay mua được với giá là 97k một sản phẩm pha đại hàng Quảng Châu cao cấp của bên em. Ngay lập tức inbox bên em check lượt chia sẻ không đúng không đủ hủy ngay lập tức được không ạ? Rồi, còn chị yêu nào ngày hôm nay chưa mua được với giá 97k, mình theo dõi fanpage bên em, bật chế độ xem trước này. Đó, bên em tổ chức rất là nhiều chương trình. Ngày hôm nay mình không may mắn, ngày mai ngày kia kiểu gì mình cũng mua được với giá rẻ, kiểu gì mình cũng dinh được quà của bên em được chưa nào? Rồi ngày hôm nay chị yêu nào chưa được mua với giá 97k, mình ở lại live, mình tham gia live, mình xem live với em. Ngày hôm nay em xả giá gốc cho các chị yêu luôn được không ạ? Rồi bây giờ kết thúc chương trình chờ bán giá 97k, bây giờ em chuyển sang một chương trình tổng xả kho áo phao áo giả áo ra bên em với giá sốc cho các chị yêu, với giá sát gốc cho các chị yêu để mình mua sắm, mình tham gia, mình mua để cho đón mùa đông bắc đúng nào?
Rồi, với sản phẩm hiện tại thì Dương và Thúy Vân đang mặc trên người, một sản phẩm áo phao hàng Quảng Châu cao cấp đến từ Quảng Châu này. Sản phẩm này được thiết kế chất liệu là da nhăn, chất liệu phao nhăn nhá. Chất liệu phao nhăn đến từ Quảng Châu này, phao trần bông rất là dày, rất là ấm luôn các chị nhá. Với thiết kế dáng của em nó đó chính là dáng baby doll này. Phía trên ôm này hơi chít eo một xíu này, phía dưới là xòe rất là tự nhiên luôn đúng không nào. Ngày hôm nay em sale mức giá đặc biệt cho các tình yêu đang theo dõi livestream của em nhá. Ngoài thị trường em thấy họ đang bán cái mẫu này với mức giá từ 700 đến 900 nghìn đồng nha. Tại sao em đang niêm yết với mức giá 500 nghìn đồng và ngày hôm nay sale trực tiếp cho các chị yêu đang theo dõi livestream của em với mức giá là 350 nghìn các chị yêu nhá. Giá sốc không tưởng luôn ạ, đối với hàng Quảng Châu loại 1 cho em này. Nét chuẩn từng đường kim mũi chỉ luôn cho em nhá. Sale với mức giá là 350 nghìn ạ. Mã hàng cho em là mã hàng K51 nha. K51 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại để mình lên đơn hàng thành công cho em này. K51 ngày hôm nay em có tới 7 màu cho các chị yêu lựa chọn luôn nha. K51 màu đầu tiên đó chính là màu xanh ghi đá nha. Một màu cực kỳ là sang chảnh và thời thượng đúng không ạ? Màu xanh ghi đá K51 này, kèm theo số điện thoại cho em mình lên đơn hàng mức giá 350 nghìn nha. Rồi tiếp tục K51 màu vàng, một tông màu vàng này rất là tôn da, mặc lên rất là sáng da đúng không ạ? Rồi K51 là mã sản phẩm ngày hôm nay, sale 350.000 để đúng cú pháp xem. K51 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công. Thiết kế có mũ nhưng mũ không thể tháo rời ra giúp em này. Đấy, đấy, một form dáng baby doll rất là xinh xắn, dễ thương, mặc cực kỳ là dễ mặc này. Chiều nào mình bầu bí cho em, mình chọn cho em những cái size lớn vừa với mình thì quá trời là ok đúng nào. Rồi, nhanh tay nào, K51 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 nhé. Ngày hôm nay đến 7 tông màu cho các chị yêu cơ. Đúng rồi, 7 màu luôn. Bây giờ em qua lần lượt từng màu một nhé. Bây giờ em đang lên tông màu tiếp theo, đây chính là tông màu hồng đất này. Một tông màu hồng đất rất là trẻ trung đúng không ạ? Rất là tôn da cho em nhé. Đó, K51 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. Đó, điểm nhấn ở phía sau đây ạ. Đấy, phía sau nó có một cái điểm nhấn như này nữa nhé. Đó, cái phần mũ này không tháo được cho em và mũ này không có cổ lông cho em này. Đó, quá đẹp luôn này, quá ấm luôn này, phao cao cấp cho em này các chị nhìn này. Nó rất là mềm, nó rất là mượt luôn các chị yêu nhé. Khóa cực kỳ trơn cho em này, hàng Quảng Châu tác mác đầy đủ này. Ngày hôm nay xả kho mức giá chỉ có bao nhiêu ạ? Chỉ có 350.000 thôi ạ. Không ở đâu có cái mức giá như này đối với cái hàng chất lượng và đẹp như này ở bên em nhé. Đó, xả kho mức giá 350.000 nào. K51 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, 7 tông màu, 7 sự lựa chọn này. Form dáng là form dáng baby doll cho em nhé. Phía trên ôm này, chiếc eo này đúng không ạ? Phía dưới xòe bồng rất là tự nhiên luôn cho em nhé. Tôn dáng của các chị yêu vô cùng luôn ạ. K51 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, lên đơn mức giá 350.000 nào. K51 màu hồng đất nhé, tiếp tục qua màu này. Rồi, K51 màu trắng sữa này. Đấy, một tông màu trắng sữa này rất là tinh tế đúng không ạ? Mặc cái sản phẩm này cho em mà đi chụp ảnh sống ảo thì thôi rồi, không còn gì để nói, quá tuyệt vời luôn. Rồi, K51 là mã sản phẩm ngày hôm nay sale 350.000. Và hàng bên em là hàng có đủ size, từ size M cho đến size 3XL, là từ 40 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em. Một form dáng baby doll rất là dễ mặc, yêu nào bầu bí mình bon chen cho em cũng rất ok. Chỉ cần chọn size lớn hơn một xíu thôi. Rồi, K51 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một đồng comment lên Thùy đơn hàng. Thùy Dương bên em là cao 1m55 nhé, hiện tại đang mặc áo phao trên gối khoảng 10cm nhé. Còn Thùy Vân bên em là cao 1m63 này, hiện tại đang mặc trên gối khoảng hơn 10cm luôn này các chị yêu này. Đó, dáng này nó là dáng lỡ các chị ạ, không phải quá dài, không phải quá gắn đấy, nên là mọi chiều cao, mọi cân nặng mình đều mặc được. Bởi vì hàng bên em là hàng Quảng Châu cao cấp nên là hàng có đủ size đủ số, từ size M cho đến size 3XL, 40 cân cho đến 70 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em này. Rất nhiều màu và rất nhiều size cho các chị yêu lựa chọn luôn. Đấy, hàng Quảng Châu cao cấp này, tác mác này, nhìn cho em này. Đó, tác ở bên trong cổ cho em này, thấy chưa? Đấy là tác bên ngoài cho em này. Đó, hàng Quảng Châu cao cấp đấy ạ. Mã hàng cho em là mã hàng K51 nha. K51 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Đúng cú pháp, mã hàng kèm màu, kèm số điện thoại, em tự động lên hàng cho mình thành công, không cần em gọi tên nhá. Thông cảm giúp em vì hiện tại đang rất là nhiều comment, em không kịp trả lời comment của từng người một đấy ạ. Đó, sang tiếp tục là sang tông màu cam này. Ôi, một cái tông màu cam rất là rực rỡ và trẻ trung luôn đúng không các chị? Đấy, hàng này nó quá đẹp rồi các chị ạ. Quá đẹp rồi, hàng phao nhăn cao cấp đến từ Quảng Châu này, phao nhăn này. Các chị nhìn đường kim mũi chỉ của nó chuẩn chỉnh không ạ? Đấy, mà nó trần cái phao rất là đều luôn này. Đấy, rất là nét luôn cho em nhé. Vàng này số lượng không có nhiều nữa vì hiện tại Quảng Châu đã ngừng sản xuất rồi các chị ơi. Nào, K51 màu cam kèm theo số điện thoại cho em nhé. Em lên đơn cho mình mức giá là bao nhiêu ạ? Mức giá chỉ có 350.000 nhé. Bây giờ qua tiếp K51 màu màu đen này, rất là dễ mặc này. Đấy, một sản phẩm màu đen cực kỳ là dễ mặc, không kén da, kén dáng, kén độ tuổi chúng ta. Với độ tuổi nào mình cũng có thể chọn màu đen mặc giúp em đúng nào. Rồi, K51 ngày hôm nay sale 350.000, hàng đủ size từ 40 đến 65kg, mình đều có size lựa chọn cho em, từ size M cho đến size 3XL. Để đúng cú pháp cho em, mã sản phẩm là K51 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá là
350.000 các chị em này. Đấy. Đó. Rồi ok, bây giờ em xin phép được giới thiệu lại một xíu về sản phẩm Canamod. Sau đó là từng tông màu của Canamod để chị yêu mình ngắm lại một lần nữa của Canamod nhá. Canamod là một sản phẩm phao hàng Quảng Châu Đại Hàn cao cấp, được trần bông cực kỳ là dày dặn này. Sản phẩm được thiết kế có mũ không thể tháo rời. Điểm nhấn đằng sau của chúng ta này là chất liệu phao nhân trần bông cực kỳ là dày dặn, form dáng baby doll rất là dễ mặc và dễ thương, đúng nào? Rồi ngày hôm nay sale 350.000, hàng có size từ size M cho đến size 3XL, dưới 65kg em bao vừa cho các chị yêu luôn. Để đúng cú pháp cho em nào, Canamod kèm màu kèm số dạng trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá 350.000. Rồi bây giờ Canamod màu đen 350.000, Canamod màu xanh ghi đá 350.000, Canamod màu cam này 350.000 này, Canamod màu hồng đất này 350.000, Canamod màu trắng sữa này 350.000, Canamod màu đỏ này 350.000, Canamod màu vàng 350.000. Đầy đủ 7 tông màu của Canamod rồi. Nhanh tay để đúng cú pháp cho em để chốt đơn hàng Canamod kèm màu kèm số nạ trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá 350.000. Và một mức giá này rất là yêu thương, bên ngoài thị trường không đâu bán với giá dưới 500.000 các chị yêu nhá. Đấy, hiện tại bên em đang niêm yết giá 500.000. Ngày hôm nay sale sập sàn cho các chị yêu, giá chỉ còn 350.000 để cho các chị yêu đón gió mùa đông này. Đấy, rồi nhanh tay để đúng cú pháp cho em nào, Canamod lên đơn hàng thành công này. Canamod kèm màu kèm số thoại. Để em cho các chị xem bên trong của nó này. Mác tác mác hàng Quảng Châu cho em này, trần bông siêu dày siêu ấm này. Đấy, đây khóa này, cúc này, mác này. Ủa cái chất liệu phao nhân này nó cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn cho em này. Các chị nhìn từng đường kim mũi chỉ nó may này, cho nên những cái đường khóa này rất là nét và rất là đẹp hàng này cho em nhá. Mặc bao ấm bao phê cho các chị yêu luôn. Trời càng lạnh mặc mẫu này càng thích. Bây giờ thời tiết càng ngày càng rét rồi. Dự báo rét đậm rét hại kéo dài triền miên, không có một ngày nào nắng từ bây giờ cho đến qua Tết luôn các chị yêu nhá. Nên mình phải nhanh chóng sắm sửa ngay này, không là không còn quần áo mà mặc đâu ạ. Bởi vì hiện tại Quảng Châu bây giờ đã ngừng sản xuất hàng rồi. Bây giờ tắc biên và ngừng sản xuất hàng các chị yêu nhá. Nên là mình muốn dinh đồ đẹp thì mình phải dinh ngay từ bây giờ. Đừng để lúc rét quá, sát Tết quá mình mới sắm mới làm sao còn đồ mà mua, đúng không ạ? K51 kèm theo màu kèm theo số điện thoại, sale có 350.000 thôi. Mức giá gọi là mức giá không tưởng đối với hàng Quảng Châu cao cấp của em rồi. Nào em giới thiệu lại một lượt nữa về tất cả các màu của K51 cho các chị yêu nhá. Rồi, K51 màu đen 350.000 này, Canamod màu trắng sữa này 350.000, Canamod màu hồng đất 350.000, Canamod màu cam này 350.000 này, Canamod màu vàng này 350.000, Canamod màu đỏ 350.000 và Canamod màu xanh ghi đá này 350.000 cho em. Rồi đầy đủ 7 tông màu, 5 giây cuối cùng để đúng cú pháp cho em. Canamod kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhé. Phải đúng cú pháp em mới lên đơn hàng được nhá. Thông cảm giúp em, hiện tại cái lượng comment nó đang rất là nhiều. Em không kịp trả lời comment của từng người một, vậy thì hết sức thông cảm cho em. Chỉ cần để lại đúng cú pháp là K51 kèm theo màu kèm theo số điện thoại là mình được tự động lên hàng. Sau đó em sẽ có đội ngũ nhân viên TLC sẽ còn gọi điện để tư vấn cho các tình yêu làm sao các tình yêu mặc đẹp mặc vừa thì bên em mới gửi hàng nha. Phía sau đây còn rất nhiều mẫu phao này các chị ơi, nán lại trong livestream với em thử lần lượt từng mẫu cho mình một. Ngày hôm nay shopping với em nhá, xả toàn bộ kho hàng Quảng Châu, toàn là phao cao cấp đẹp và thời trang, những cái mẫu mới ra nhất năm nay về cho các chị yêu mức giá vô cùng yêu thương các chị yêu nhá. Rồi qua cái năm mốt bây giờ em xin tiếp một cái mẫu phao khác này. Một mẫu phao đem ra mặc là một mẫu phao cực là đẹp luôn, ôm form luôn cho mọi người nha. Với điểm nhấn là phần logo ở ống tay này. Đấy, logo ở ống tay có khóa luôn cho mọi người. Khóa này là khóa kèm lên có khóa nha. Nhét vào cho nhét gì vào cho em đi được, không bao giờ sợ rơi đúng không nào. Với chất liệu là hàng phao Quảng Châu cao cấp bên em này, cực kỳ là dày dặn này. Đấy đúng không nào. Nhanh tay để cho em mã sản phẩm của chiếc áo em đang mặc đó là K14. K14 hôm nay em sale chỉ có 390.000 thôi. Đúng rồi các chị ơi, ngoài thị trường em thấy họ đang bán những cái mã này 600, 700, 800 đều có đúng không ạ? Tại sao em niêm yết mức giá 490.000 và ngày hôm nay sale trực tiếp giảm luôn 100k cho các chị yêu theo dõi livestream và chia sẻ cho em. Chỉ còn 390k trên một em áo phao này nhá. 390k thôi ạ. Mã hàng cho em là K14 nha. K14 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nào. K14 với điểm nhấn nổi bật là phần logo ở tay cho em này. Đó và những cái phần gì ạ? Cái phần tag đấy là trẻ trung cho em đúng không ạ? Kèm cho các chị yêu một cái cổ lông rất là to này. Đấy, một cái mũ cổ lông rất là to thì cái phần lông này hoàn toàn có thể tháo rời. Mũ không tháo rời được cho em. Và cái dáng lửng này nó ôm vừa vặn chiếc eo và cơ thể, ôm vừa vặn vào cơ thể. Đấy, vừa che kín phần mông của mình đi xe máy rất là ấm, rất là đẹp cho em này, không quá dài, không quá ngắn đúng không ạ? K14 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nào. Màu đầu tiên đăng lên là tông màu đỏ này, phù hợp đi chơi Tết ta, Tết Tây quá là đẹp luôn đúng không ạ? Đi chúc Tết rất là đẹp cho em nhé. Sang màu tiếp theo luôn này. K14 tiếp theo là K14 màu hồng phấn này, một tông màu hồng
hồng phấn rất là nhẹ nhàng, tinh tế đúng không ạ? Chị yêu nào mà mình dinh cho em cái màu hồng phấn này. Đấy, chị yêu nào mình nhẹ nhàng, nữ tính một xíu mình dinh cho em màu hồng phấn nhá. Rồi K14 màu hồng phấn, sale 390.000, hàng đủ size từ size M cho đến size 3XL. Dưới 65kg em đều có size lựa chọn cho các chị yêu. Rồi K14 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 390.000 các chị yêu này. Ngày hôm nay K14 có đến 7 tông màu giới thiệu cho các chị yêu cơ ạ. Rồi tận 7 tông màu luôn. Em sẽ lên lần lượt từng tông màu cho mọi người lựa chọn nha, để mọi người có thể chiêm ngưỡng được cái áo phao cực đẹp như này. Nhanh tay đặt cho em theo đúng cú pháp K14 kèm màu kèm số điện thoại nào. Tiếp theo mang lên một tông áo phao màu đen nha. Một cái áo màu đen này là ai mặc cũng được cho em đúng không nào. Độ tuổi nào mặc cho em cũng rất đẹp luôn. Nhìn lông bên em này, lông này là đúng là lông Quảng Châu cao cấp của khác đúng không nào. Rất là to luôn đấy. Nhìn lông là mọi người biết chất áo như nào. Hôm nay sale trong livestream ngày hôm nay chỉ còn 390.000 thôi. 390.000 đúng không nào? Có đủ size cho mọi người, đó từ size M đến size 2XL. Nên là nhanh tay để cho em theo đúng cú pháp K14 kèm màu kèm theo số điện thoại giúp em nha. Đó là cú pháp lên đơn hàng thành công, nhanh lên nào. Rồi tiếp tục K14 màu xanh rêu này. Một tông màu xanh rêu này thì rất là sang chảnh này và rất là gì ạ? Kiểu như là tôn da, bật tông da đúng nào? Chiêu nào mình thích mặc sang, mình thích mặc bật tông da, mình chọn cho em cái tông màu xanh rêu. Rồi ngày hôm nay sale mức giá là 390.000, mà bên ngoài thị trường không đâu có mức giá dưới 500.000 các chị yêu nhá. Rồi để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K14. K14 kèm màu kèm số hạ trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 390.000 này. Và hàng bên là hàng có size từ size M cho đến size 3XL. Từ 40 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em. Đúng rồi, tiếp các chị này. Ơi, chị yêu nào gần cơ sở của bên em, mình có thể ghé trực tiếp cơ sở của bên em. Cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở 2 Đại học Nông Lâm, Bắc Giang. Các chị ở gần mình qua mình chọn lựa cho thoải mái. Còn các chị ở xa mình vui lòng chốt cho em theo đúng cú pháp K14 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 390.000. Rồi các chị ơi, chị yêu nào mà ghé trực tiếp shop em, mình nhớ chụp ảnh màn hình hoặc mình lưu lại cái mã hàng cho em, và mình nhớ chia sẻ livestream cho em để mình hưởng mức giá sale nhé. Bởi vì tại cửa hàng của em treo rất là nhiều mẫu, nếu mình không nhớ là cái gì đến nơi tìm rất là khó đúng không ạ? Đó, bây giờ em tiếp tục lên với cái K14 màu trắng này. Đó, K14 màu trắng này rồi nhìn như là kiểu như là công chúa tuyết này luôn các chị. Cái này mà mặc đi trượt tuyết này, đi Sapa để đi chụp hình sống ảo thì bao đẹp luôn các chị yêu nhá. Rồi bao đẹp cho em đúng không nào? Đi Sapa đi chụp ảnh tuyết này, không còn một cái màu áo nào đẹp hơn màu áo trắng này đúng không nào? Mọi người nhìn xem những thiết kế rất là đẹp này, những điểm nhấn cực kỳ là họa tiết trên chiếc áo này. Đằng sau chiếc áo của em còn có in hình chữ nhá đúng không nào? Cực kỳ là trẻ trung năng động, mà hôm nay chỉ có giá 390.000 thôi. Đừng chần chừ giúp em, một chiếc áo phao dày dặn đến từ hàng Quảng Châu cao cấp như này, mà gió cực rét như này, đừng chần chừ, hãy đặt ngay mua luôn cho em đúng không nào? Không rồi hôm ạ. Qua là hết hàng mới lại có giá đẹp như này đâu đúng không nào? Chính xác rồi. Trời thì càng ngày càng lạnh rồi thì hàng càng ngày lại càng vơi đi. Không đặt nhanh là hết hàng, hết size hoặc hết mẫu. Mà bây giờ là cuối năm rồi, không còn đặt bù hàng được nữa. Mình phải nhanh tay mua hàng thì mình mới có hàng đẹp mặc Tết các chị yêu nha. Rồi tiếp tục thì dương qua K14 màu xám này. Một màu xám này rất là sang. Màu xám này chị yêu nào mà mình làm công sở này, mình làm trong văn phòng, mình làm giáo viên, giảng viên, mình mặc cho em cái màu này sang, cực sang luôn nha. Rồi ngày hôm nay sale mức giá 390.000. Hàng đủ size, đủ số từ M đến 3XL. Dưới 65kg em bao có size cho các chị yêu luôn. Rồi K14 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 390.000 các chị yêu này. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu một lượt về sản phẩm K14 một lần nữa và từng tông màu của K14 để cho các chị yêu mình cùng ngắm lại một lần nữa nhá. Rồi K14 là một sản phẩm áo phao hàng Đại Hàn Quảng Châu cao cấp, được thiết kế này có phần logo ở phần tay này, đó khóa ở tay, đằng sau có một dòng chữ là điểm nhấn đúng nào. Cổ có mũ lông này, lông có thể tháo rời ra giúp em. Ống bo tay chun cực kỳ là ấm áp. Rồi ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn là 390.000. Hàng ôm form rất là chuẩn, từ size M cho đến size 3XL. Từ 40 đến 65kg đều có size lựa chọn cho em. 7 tông màu cho các chị yêu lựa chọn. Và bây giờ thì Dương sẽ nói lại một lần nữa từng tông màu cho các chị yêu nha. Tông màu đầu tiên là K14 màu xám 390.000 này. K14 màu xanh ngọc 390.000. K14 màu hồng phấn này 390.000. K14 màu trắng này 390.000. K14 màu xanh rêu này, đấy 390.000 được không ạ? Rồi K14 màu đỏ này, mặc màu đỏ rất là mát, 390.000 này. Rồi K14 màu đen này 390.000. Hàng đủ size đủ số, mình cứ để đúng comment tại đây cho em là K14 kèm màu kèm số điện thoại. Sẽ có nhân viên bên em gọi điện để tư vấn về chiều cao, cân nặng, size số cho các chị yêu. Làm thế nào mà để chọn cho các chị yêu một cái sản phẩm phao đẹp nhất
vừa người mình nhất có thể, bên em mới lên đơn hàng được chưa ạ? Rồi ok, 5 giây cuối cùng cho K14 nào. K14 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công này. Em lên đơn hàng cho tất cả các chị yêu nào, mình để đúng cú pháp luôn này. Đó. Đúng rồi, đúng cú pháp mã hàng kèm màu kèm số điện thoại em lên đơn hàng cho mình thành công các chị yêu nhé. Đấy, nhanh tay cho em nào, em dành ra 10 giây, cầm cho chị. Dành ra 10 giây cuối cùng nha. Rồi, dành ra 10 giây cuối cùng được chưa nào? Một sản phẩm dáng phao không quá dài. Dáng phao này em gọi là dáng phao lửng này. Được thiết kế phần điểm nhấn là logo ở tay, khóa ở tay. Đằng sau có một dòng chữ là điểm nhấn được không ạ? Đó. Rồi, ngày hôm nay này, với sản phẩm này sale mức giá 390.000. Chất phao trần bông rất là dày dặn luôn này. Đấy, 7 tông màu và đủ size từ M đến 3XL cho các chị yêu từ 40 đến 65kg. Đình đều có size lựa chọn cho em. Để đúng cú pháp nào, K14 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công với mức giá 390. K14 màu xanh ngọc này 390.000, K14 màu trắng 390 này, K14 màu hồng phấn 390 này, K14 màu xanh rêu 390, K14 màu đỏ 390 này, K14 màu đen 390 và K14 màu thì Zona mặc là K14 màu xám 390.000 nhá. Rồi bây giờ em qua mẫu đây ạ. Đó, nhanh tay không này em rút mẫu luôn này. Phía sau có mấy mẫu áo phao màu vàng, chờ em một chút em lên lần lượt từng mẫu áo phao một cho các tình yêu nhé. Cứ nán lại ở live stream với em ngày hôm nay để cho các tình yêu giá rất là yêu thương luôn này. Còn chị yêu nào muốn lên K14 thì nhanh tay cho em nào. K14 kèm theo màu kèm theo số điện thoại mình lên đơn thành công nha. Mã K14 này đợt trước em cháy hàng và em thiếu hàng rất nhiều chị đấy ạ. Đợt này là nó về bổ sung đợt cuối, hiện vẫn đang còn đủ size. Nên tình yêu nào muốn dinh thì phải nhanh tay dinh cho em, không là hết hàng luôn nha. Bây giờ em xin phép là sẽ sang một dáng phao ngắn luôn các tình yêu ơi. Rồi em lại tiếp tục qua một dáng phao ngắn đây. Một dáng phao ngắn cực kỳ đẹp ở bên em đúng không nào? Với thiết kế những điểm nhấn là những chiếc ly ở phần eo này. Đấy, khóa còn có phân cọc ngọc nữa đúng không nào? Chiếc eo này cực kỳ là tôn dáng luôn. Mặc áo phao mà không hề lo bị mất dáng đúng không nào? Hôm nay áo phao này em tới ngoài thị trường bán giá là 650-700.000. Mà giá niêm yết ở bên em là 500k. 500k là giá bên niêm yết. Nhưng trong live stream ngày hôm nay em sale chỉ còn 299.000 các chị yêu nha. Sale đặc biệt cho các chị yêu đang theo dõi live stream của em, mức giá 299k mà em phao à Quảng Châu này. Quá là đẹp luôn này. Cái phần mũ này các chị yêu hoàn toàn có thể tháo rời hoặc tháo cái phần cúc ra cho em, rất là đẹp nha. Phao chiếc eo vừa vặn vào cơ thể, tôn dáng của chị rất là ok này. Tông màu hồng phấn thì cực kỳ là trẻ trung đúng nào. K34 kèm theo màu kèm theo số điện thoại 299.000 nha. K34 màu hồng phấn này, trẻ trung xinh đẹp chưa ạ? Nhanh tay nào, tiếp tục qua màu nào. Rồi, tiếp tục Thúy Dương qua K34 màu xám này. Màu xám rất là sang đúng không ạ? Tinh tế, một sản phẩm phao trần bông Đại Hàn Quảng Châu cao cấp. Thiết kế là chiếc eo này, đấy, ôm gọn cơ thể. Mặc áo phao nhưng không hề bị phá dáng này. Vẫn là ôm eo này, vẫn tôn dáng đúng nào. Rồi, K34 ngày hôm nay sale 299.000. Đấy, bên ngoài thị trường không đâu dưới giá 450.000 đâu các chị ạ. Rồi, để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K34. K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 299.000. Và hàng bên em có đủ size, từ size M đến size 3XL, từ 38kg đến 65kg, mình đều có size lựa chọn cho em nhé. Đấy, nên các chị yêu mình cứ yên tâm, mình để đúng cú pháp tại đây cho em. Rồi, chỉ cần để đúng cú pháp thôi, mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại, đó là cú pháp để lên đơn hàng thành công đúng không nào? Nhanh tay giúp em nha. K34 hôm nay em lại lên một tông màu đen này. Đây là một tông màu đen, độ tuổi nào mặc cho em cũng rất là đẹp luôn. Cực kỳ là sang chảnh, cực kỳ là đẹp này. Giữ ấm cho cơ thể này. Hôm nay mà chỉ có 299.000 thôi. 299.000 nên các chị em đừng chần chừ giúp em. Đặt ngay cho em nha. Bởi vì nếu không là giá cực kỳ là sẽ là khi mà em qua mẫu nhá. Livestream hôm nay bên em mới sale có giá là 299 thôi. Còn không nếu em qua mẫu lại về giá nên biết là 450-500.000 là chuyện bình thường đúng không nào? Nhanh tay cho em theo cú pháp nào. K34 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi, thì Dương đang qua một tông màu là K34 màu đỏ, là một tông màu cuối cùng của K34 này. Một tông màu đỏ này rất là ấm áp đúng nào chị yêu nào mà trong cái mùa đông lạnh giá này. Mình mặc cho em cái màu đỏ này trông rất là ấm áp này. Rồi, K34 ngày hôm nay sale bao nhiêu ạ? 299.000. Để đúng cú pháp cho em là K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 299.000. Và bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu lại một lần nữa về K34 và đầy đủ tông màu size số các chị yêu, để các chị yêu mình nắm rõ một lần nữa về K34 và cùng shopping này. K34 là một sản phẩm áo phao Đại Hàn Quảng Châu cao cấp, trần bông rất là dày dặn, được thiết kế mũ có thể tháo rời cho em. Và điểm nhấn đặc biệt là hai phần sườn eo chúng ta và phần sau lưng chúng ta được thiết kế là chiếc eo ôm gọn cơ thể rất là đẹp này. Ngày hôm nay sản phẩm này bên ngoài thị trường giá bán dao động khoảng từ
500.000 cho đến bao nhiêu, từ 500.000 cho đến 700.000 trên một sản phẩm này. Hiện tại niêm yết cửa hàng bên em đang có giá là 400.000. Bây giờ giả sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn 299.000. Để đúng cú pháp cho em là K34 kèm màu kèm số dạ trên cùng một dòng comment. K34 bên em có đủ size, từ size M đến size 3XL, từ 38 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em. Một sản phẩm pha chấn bông ôm gọn cơ thể chúng ta rất là đẹp. K34 màu đỏ 299.000, K34 màu xám này 299.000, K34 màu hồng phấn 299.000 và K34 màu đen 299.000. Để đúng cú pháp lên đơn hàng K34 kèm màu kèm số dạ trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công mức giá 299.000 các chị yêu nhá, một mức giá không ở đâu có ạ. Đó các chị ơi, em zoom sát cho các chị xem về đường kim mũi chỉ cũng như chất lượng về sản phẩm nhé. Hàng bên em toàn bộ là hàng Quảng Châu cao cấp này, từ form dáng đường kim mũi chỉ cho đến đường trần bông của nó cực kỳ là dày dặn và cực kỳ là đẹp cho em nhé. Phần mũ hoàn toàn có thể tháo rời cho em này. K34 kèm theo màu kèm theo số điện thoại, nhanh tay em lên đơn cho mức giá 299.000. Hàng trong kho đang vơi đi rất là nhanh rồi đúng không ạ? Nhanh tay cho em nào, bây giờ em xin phép là sẽ chuyển mã tiếp theo luôn nha. Rồi em lại chuyển qua một mã tiếp theo mà các chị đang hỏi từ đầu livestream đến giờ đúng không? Một cái mã hot hit bên em nào, với thiết kế là form Hàn Quốc nhá. Một form Hàn Quốc cực kỳ là đẹp luôn. Điểm nhấn là túi ở trên ngực này, túi hộp ở bên dưới này, ở ống tay có khóa cho mọi người này. Form này là form cực kỳ là Hàn Quốc, cực kỳ là đẹp. Cổ lông thì cổ lông màu trắng. Nhìn cổ lông bên em đã biết là hàng Quảng Châu cao cấp như nào đúng không nào? Hôm nay cái áo này em xem ở bên ngoài thị trường nhá, toàn là hơn 1 triệu cái chiếc áo này. Hơn 1 triệu một chiếc áo này đấy ạ. Giá niêm yết bên em là 800k. Hôm nay em sale cho mọi người là chỉ còn 550.000 thôi. 550.000 một cái giá cực kỳ là sốc đúng không nào? Nhanh tay để cho em theo cú pháp K33 kèm màu kèm K33, chỉ có mẫu này chỉ có màu vàng thôi. Sát K33 kèm theo số điện thoại cho em nào. Rồi các chị nhìn cái phần cổ lông cho em này. Cổ lông trắng pha tiêu này, nó vừa to vừa dày nhẹ, đẹp như một nàng bạch tuyết luôn đúng không ạ? Chất liệu của em là chất liệu phao da lộn này các chị này. Đó, phao da lộn này cực kỳ là đẹp luôn này. Bo tay cho em này. Chân bông dày đến 5cm cơ ạ. Ngày hôm nay phao này là phao dành cho thời tiết đại Hàn nhá. Đi mưa, đi tuyết cho em này. Đấy, đi Sapa, đi Hàn Quốc cho em đều rất là đẹp luôn nhá. Nhanh tay cho em nào. K33 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nhá. Với thiết kế của em nó là như nào? Thiết kế có hai cái túi ở đây này. Đây là cái túi thật cho em này. Khóa cho em là khóa 2 chiều. Phần dây này mình có thể rút eo hoặc mình có thể thả xuống cho em đều đẹp. Và dáng này là dáng dài cho em nhé. Với Thùy Vân bên em là cao 1m63. Hiện tại là mặc vừa chạm đến đầu gối. Thì mã này em khuyên các chị từ 1m55 trở lên mình hãy mặc cho em nhé. Thì nó rất là xinh cho em này. Đấy, quá đẹp luôn này. Ngắm trọn vẹn cho em mã này nha. Mã mà Thùy Vân đang mặc, mã hàng là K33 cho em này. K33 kèm theo số điện thoại, em lên đơn mức giá 550.000. Các chị yêu nào gần shop em mình ghé trực tiếp shop em để mua đồ này. Đó, cơ sở 1 số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang này. Hiện tại trên màn hình livestream đây ạ, đúng không ạ? Trọn vẹn 3 mẫu phao màu vàng hot hit và đang cháy hàng tại cửa hàng của em này. Số lượng rất là hạn chế và nhỏ giọt luôn ạ. Đấy, mẫu mà Thùy Vân đang mặc, mã hàng là K33 cho em nhé. Đó, K33, bây giờ em chuyển sang một mã ngắn hơn này. Rồi, bây giờ thì Duyên chuyển sang một mã ngắn hơn này. Cũng là sản phẩm hàng da phao da lộn đúng nào. Được thiết kế cái phần cổ lông này rất là lớn cái chiều này. Đó chính là điểm nhấn đặc biệt. Và hai cái phần túi hộp rất là lớn này. Đấy, là thiết kế đặt trước của chúng ta này. Ống tay có cái phần bo và có khuy điều chỉnh tùy mức độ của chúng ta nha. Ngày hôm nay sản phẩm này bên ngoài thị trường đang có giá dao động từ khoảng 750.000 cho đến 950.000 trên một sản phẩm áo phao này. Hiện tại bên em đang niêm yết với giá bao nhiêu ạ? 650.000. Ngày hôm nay bên em sale sập sàn cho các chị yêu, giá chỉ còn là 550.000 trên sản phẩm áo phao hiện tại thì Dương đang mặc. Một phong cách rất là Hàn Quốc, dáng phao không quá dài này. Đấy. Rồi, yêu thích để đúng cú pháp giùm K32. K32 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Hàng này bên em có hai size. Size S và size M cho người dưới khoảng cân nặng 70kg mình mặc ok giùm. Hiện tại là Thùy Dương đang mặc size S bởi vì form dáng này nó hơi rộng một xíu này. Phao này là phao béo trần bông rất là dày này. Đấy. Nên các chị yêu này, cái size S này có dưới khoảng 55kg mình mặc thoải mái giùm nha. Rồi, K là K32, K32 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công này. Rồi đó, em giới thiệu lại nha. Đó, mã mà canh đang mặc ấy ạ, mà mã lúc ấy là Vân mặc là K33 cho em nhé. K33 550.000 này, kèm số điện thoại cho em này, dáng dài nha. Còn đây là K32 này, K32 là dáng ngắn hơn này. Đấy, và cái form dáng của nó là form dáng suông, có hai cái túi hộp này rất là trẻ trung cho em nhé. Đẹp quá này, các chị mà có một nhóm, một team mà mình đi chơi, mình chụp hình sống ảo cho em. Mỗi người một cái áo màu vàng này, chụp hình thì nói chung là bao sống ảo, bao đẹp luôn, bao nổi bật luôn nhá. Đó, nhanh tay cho em dành ra 5 giây cuối cùng cho mã K32 nè. 5 giây cuối cùng cho mã K32, bây giờ em tiếp tục chuyển sang một mã phao vàng tiếp theo nha. Rồi, em phải tiếp tục
chuyển qua một mẫu pha vàng tiếp theo này. Một cái mã này cực kỳ đẹp luôn, cũng là form dáng Hàn Quốc đúng không nào? Chỉ khác một cái là cổ lông này là cổ lông tiêu, thay mẫu một tí nhưng mà cũng rất là đẹp đúng không nào? Hôm nay chiếc áo này sale cũng chỉ là đúng rồi 550.000 nha. Ba cái mẫu màu vàng này cho em đều là 550.000 cho em này. Mã mà Vân đang mặc ở đây kiểu dáng nó sẽ hơi khác một chút. Dáng này là dáng dài, cổ lông và cổ lông màu nâu cho em nhé. Mã này em cũng có thể rút eo, các chị cũng có thể rút eo hoặc thả xuống cho em đều được. Và nó có điểm nhấn là hai cái túi hộp. Đấy, tức là cái này là dáng dài trơn đơn giản cho em này. Phao trần bông hàng Quảng Châu cực kỳ dày, cực kỳ đẹp cho em nhá. Mã mà Thùy Vân đang mặc ở đây là mã hàng K16 cho em nào. K16 có size từ size M đến size XL, tức là từ 40 cân đến 45 cân nhé, đến 70 cân mình đều mặc được mã này cho em này. Đó, K16 nhá. Bây giờ nào, em đứng lui ra một chút. Em sẽ giới thiệu 3 mẫu nha. Giới thiệu luôn cả 3 mẫu cho các chị yêu luôn này. Đó, 3 mẫu phao vàng hiện tại ở tại cửa hàng em nha. 3 mẫu phao vàng này. Mẫu đầu tiên như canh đang mặc đấy ạ, đúng không ạ? Mẫu đầu tiên như canh đang mặc mã hàng là K33 nhá. K33 550.000 cho em này. Mẫu tiếp theo của Thùy Dương nha. Rồi, mẫu tiếp theo Thùy Dương đang mặc là một sản phẩm phao dáng rộng này, dáng là dáng lỡ. Rồi ngày hôm nay là K32 sale cũng 550.000, hàng có size S và size M dưới 70kg này. Rồi tiếp theo của em là K16. K16 cũng chỉ sale 550k thôi, cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Quá đẹp luôn này đấy. Các chị ơi, nếu mà các chị có một nhóm, một team đúng không ạ? Mình mua những cái áo phao màu vàng này, mình cùng nhau đi du lịch, đi chụp hình sống ảo, thì em nói chung là em đảm bảo các chị là nổi bật nhất cái đám đông, nổi bật nhất cái Facebook luôn các chị ơi nhá. Đấy, tông màu vàng này thì vừa tôn da lại vừa là vừa tôn da vừa hot trend của năm nay, mà mùa đông mình mặc một cái màu vàng này nói chung là nó rực rỡ, nó ấm áp hết cả một khung trời đúng không ạ? Nào, lại một lượt nhá. Mẫu mà canh mặc là K33 này, mẫu mà Thùy Dương mặc là gì ạ? K32 này, mà mẫu mà Thùy Vân mặc là K16 cho em nhá. Chốt cho em theo đúng cú pháp, mã hàng kèm màu kèm số điện thoại em lên đơn cho mình này, hoặc là như nào ạ? Mình có thể ghé trực tiếp shop em để mua đồ nhá. Cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang cho em này. Đó, đúng cú pháp cho em. Rồi các chị ơi, bên em chỉ có màu vàng này. Một màu vàng là một màu hot trend và bán chạy nhất này. Đấy, mà cái sản phẩm này mình mặc màu vàng nó mới đẹp và nó mới tôn da đúng nào. Rồi ok, K33 550.000 kèm số điện thoại cho em, K32 550.000 kèm số điện thoại cho em, và K16 550.000 kèm số điện thoại cho em nha. 5 giây cuối cùng cho chị yêu nào mình muốn chốt sản phẩm này để đúng cú pháp cho em là mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhé. Rồi bây giờ em qua mẫu đây ạ. Chính xác luôn này. Rồi qua mẫu áo phao cực kỳ hot trend của bên em, đó là tông màu vàng. Em lại tiếp tục lên một cái mẫu áo dạ cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ là nâu tây luôn đúng không nào? Nhanh tay giúp em nha. Áo dạ này là thiết kế là cổ vét này đúng không nào? Với phần túi cực kỳ là baby này, đây là dáng xòe baby luôn giúp em nhá. Đằng sau là rồi, cái dạ này là nó là dạ đến từ Quảng Châu cho em nhé. Các chị nhìn cái phần cổ cho em này, cổ bẻ, cổ vét này, bản to rất là lớn, rất là sang cho em đúng không ạ? Chất liệu dạ ép đến từ Hàn Quốc, dày dặn vô cùng nhá. Và cái form dáng này của em là form dáng baby doll các chị ơi. Form dáng baby doll xòe một chút, mặc rất là dễ thương đúng không ạ? Mã này của em là mã hàng K09 nha. K09 ngày hôm nay xả đặc biệt cho các tình yêu chỉ có 249.000 thôi ạ. K09 sale 249.000. Nhưng mà hiện tại em chỉ còn duy nhất size lớn cho các tình yêu có cân nặng từ 55 cân cho đến 70 cân là mình còn size mặc vừa nhé. Dưới 55 cân ném hết hàng mã này mất rồi ạ. K09 kèm theo màu kèm theo số điện thoại, em lên đơn mức giá 249.000 này. Đó, K09 dáng baby doll này. Các chị đội bóng cúc cũng đội bóng, chị thả xuông ra này cho em rất là ok này. Đấy, được chưa ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn, để đi mặc đi chơi Tết rất là đẹp này. K09 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em ạ. K09 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nhé. Chất liệu của em là chất liệu phao trần bông này. Phao trần bông đến từ Quảng Châu, rất là dày, rất là ấm nha. Rồi, phao trần bông đến từ Dạ hai lớp nha. Dạ ép cực kỳ là đẹp luôn. Nhìn cổ vét bên em đứng phong mà nó biết là dạ nhà em cực kỳ đẹp nha đúng không nào? Sale chỉ còn 249.000 thôi. Nhanh tay giúp em số lượng bên em, chiếc áo dạ này chỉ còn mỗi một chiếc, chỉ còn duy nhất hai chiếc thôi. Mỗi một cái màu chỉ còn duy nhất hai chiếc. Nên là nhanh tay giúp em nào, chị là nhanh trước thì em sẽ đặt trước chị đấy. Ok chưa nào? 249.000, K09 kèm màu kèm số điện thoại. K09 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nhé. Mã này giờ em còn số lượng không nhiều nữa và chỉ còn duy nhất size lớn cho các tình yêu từ 55 đến 70 cân thôi ạ. Dưới 55 cân thì mình hết hàng mã này cho em nhé. Đấy, nốt mã này dạ là em sẽ tiếp tục qua phao luôn cho các tình yêu này. Đó, nhanh nào. Nhanh với mã này giờ em xả còn lên những cái chiếc cuối cùng luôn, và cái xả cái giá rất là sốc luôn, có 249 một cái áo dạ hàng Quảng Châu. Vừa đẹp vừa dày như này, nhưng mà chỉ tội là nó còn size to thôi nên chị yêu nào. Mà mình hơi mầm mầm một xíu, mình chọn mình dinh cho em cái sản phẩm này rất là ok luôn nhá. Đó nào, ok này, em tiếp tục qua mẫu này.
Đó, em nói lại mấy cái phao màu vàng nhá, vẫn có mấy chị mới vào đúng không ạ? Phao màu vàng bên trong đây ạ. Đấy, trần bên trong đây nhá. Phao màu vàng cái mẫu của em đang cầm ở tay đây là mẫu K32 này, được chưa ạ? K32 550.000. Mẫu ở canh ở đây là K33 550.000 cho em. Và một mã K16 nữa. Vũ giá là 550.000 cho em nhé. Những mã này trong khoảng ngân nặng từ 45 đến 65 70 cân mình đều có size mặc vừa cho em này. Ba mã cho em nhé. Ba mã màu vàng này bên em đang sale hiện giá đồng giá là 550.000 chị yêu nhé. Mã mà canh đang mặc là K33. K33 là một dáng phao này, dáng phao này là dáng phao hộp này. Đấy, có phần rút eo. K33 đây nhá. Đấy, nhìn rõ nhìn rõ. Có phần rút eo này, chị yêu nào thích mặc dáng suông mình không rút eo cũng được, và chị yêu nào mình thích mặc rút eo mình mặc rút eo cho em. Điểm nhấn này, ống bo tay chun này, hai phần túi này. Rồi. Đấy, rồi. Cổ mũ lông rất là đẹp. K33 550.000 này. Mẫu em đang cầm ở tay đây là gì ạ? Là K32 nhá, cũng 550.000 cho em này. Dáng lửng hơn này. Đấy, và mẫu của Thị Dương đang cầm đây là K16 cho em nhé. Em xin phép là rút mẫu phao vàng nha. Rồi, bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu sang một sản phẩm phao tiếp theo này. Sản phẩm phao này cũng được gọi là phao dáng lỡ này. Đấy, nó không quá dài đúng nào. Được thiết kế phần mũ này không thể tháo rời cho em. Điểm nhấn đặc biệt là phần logo ở phần ngực và logo ở tay chúng ta. Đó, đó là một điểm nhấn rất là đặc biệt. Ống bo tay chun này, không sợ gió lùa đúng nào. Một dáng phao trần bông Quảng Châu cao cấp Đại Hà như vậy. Ngày hôm nay bên ngoài thị trường đang niêm yết với giá khoảng dao động từ 650.000 cho đến 750.000, 850.000. Hiện tại bên em đang niêm yết với giá 600. Ngày hôm nay sale sập sàn cho các chị yêu với giá 350.000 trên sản phẩm này. Yêu thích để đúng cú pháp cho em mã là K35. K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Hàng em có 7 tông màu, có bao nhiêu ạ? 4 size cho các chị yêu, từ size M cho đến size 2XL. Có nghĩa là từ 45kg đến 65kg em đều có size lựa chọn cho hết cho các chị yêu. Để đúng cú pháp cho em lên đơn hàng thành công là K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment nhá. Rồi. K35 màu đỏ 350.000 này. K35 đã qua một tông màu đầu tiên, đó là một tông màu đỏ cực kỳ nổi trội, cực kỳ đẹp đúng không nào? Tiếp theo một tông màu em đen lên, đó là một tông màu ngọc này. Một tông màu xanh ngọc rất là nhẹ nhàng và tinh tế đúng không nào? Sale hôm nay cũng chỉ còn 350.000 thôi. 350.000 một chiếc áo phao rất là đẹp này. Ống là ống bo chun cho em nhá. Đi đường gió luôn, không hề sợ luôn. Logo ở phần ngực này, logo ở ống tay này, đấy, cực kỳ là sang chảnh, cực kỳ là đẹp luôn đúng không nào? Mũ này là mũ không tháo rời giúp em nhé. Nhìn cái cổ mũ này đã biết là rất đẹp rồi. Nhanh tay tốt chốt đơn cho em, đó là K35 kèm màu, kèm số điện thoại. Sale hôm nay chỉ còn K35 kèm màu, kèm số điện thoại cho em nhé. Phao trần bông hàng Quảng Châu siêu dày, siêu ấm cho em này. Đó, cực kỳ dày, cực kỳ ấm và bất chấp mọi loại gió mùa cho em nhé. Rồi, K35 tiếp theo qua một tông màu xanh rêu này. Đấy, bây giờ mình có thể đội mũ và rút cho em cái phần giải rút ở cái phần mũ chúng ta này. Đấy, không sợ gió lùa vào tay và cổ chúng ta đúng nào. K35 ngày hôm nay sale với mức giá 350.000. Em bao giá bao chết toàn quốc luôn. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. K35 kèm màu kèm số thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công với một sản phẩm phao trần bông Đại Hàn Quảng Châu cao cấp. Bên em có đủ size từ 40 đến 65kg, mình đều có size lựa chọn cho em này. Đấy, ngày hôm nay 7 tông màu cho các chị lựa chọn cơ. Rồi, 7 tông màu đấy. Em lại lên một tông màu pha màu đen này. Màu áo pha màu đen này thì không thể nào thiếu trong các chị em đúng không nào? Độ tuổi nào mặc áo pha này cũng rất đẹp đúng không? Phao trần bông cao cấp đến từ hàng Quảng Châu bên em này. Chỉ có 350.000 thôi. 350.000 này. Yêu thích để cho em mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại. K35 là mã sản phẩm em đang mặc trên người. Để cho em cú pháp K35 kèm màu kèm số điện thoại. Đó là cú pháp để lên đơn hàng thành công đúng không nào? Các chị em đừng chần chừ nhá. Đừng chần chừ các chị ơi, bởi vì hiện tại Quảng Châu bây giờ đã hết hàng rồi các chị ạ. Bây giờ muốn nhập hàng thêm là cũng không có nữa rồi các chị ạ. Đấy, mà thời tiết thì càng ngày vừa mưa lại vừa rét như thế này. Mà mình không sắm nhanh thì Tết làm gì có đồ mà mặc đâu đúng không ạ? Không sắm nhanh là người ta mua hết đồ đẹp rồi, đến lúc mà mình gần Tết rồi mới đầu mình mới đi mua đồ. Thì lúc đó nó chỉ còn hàng sale, hàng xả, không bao giờ còn hàng đẹp, cũng không bao giờ còn hàng đủ size cho mình chọn nữa nhá. Nên là phải nhanh tay sắm ngay từ bây giờ cho em đi ạ. K35 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Nào, nhanh tay nào, màu đen bây giờ sang màu xám hơn này. Rồi, tiếp tục thì Dương qua K35 màu xám này. Một màu xám này thì rất là sang chảnh đúng nào. Chị yêu nào mà mình thích mặc sang, thích mặc tinh tế mình mặc cho em màu xám nha. Rồi, K35 màu xám kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 350.000. Ngày hôm nay K35 em có 7 tông màu, sẽ lên lần lượt từng 7 tông màu cho các chị yêu được không ạ? Rồi, K35 một sản phẩm phao trần bông rất là dày dặn này. Đấy, ống bo tay chun.
Rồi, K35 kèm màu kèm dối loạn trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 và có đủ size đủ số luôn này. Quá đẹp rồi đây nào. Ôi sang màu hồng này. Màu hồng trẻ trung baby điệu đà chưa ạ? Tôn dáng tôn da của chị vô cùng luôn nhá. Dáng phao này của em là dáng phao lỗ này, không quá dài cũng không quá ngắn, phù hợp với mọi chiều cao của các chị yêu luôn nhá. Mà cái dáng nhỏ như này là như nào? Tức là nó che ấm toàn bộ cơ thể của mình khi đi ra ngoài đường, không sợ mưa, không sợ rét luôn này. Vậy là cực kỳ là thời trang, nó là ôm vừa vặn vào người luôn đúng không ạ? Logo ở ngực và logo ở tay rất là trẻ trung cho em nhá. Phần mũ này các chị không tháo rời được cho em này. Đó, không có lông mà cũng không tháo rời được cho em này. Tông màu hồng này quá là xinh luôn đúng không ạ? K35 kèm màu hồng kèm số điện thoại cho em nào. Ngày hôm nay chỉ có 350.000 một em áo phao Quảng Châu vừa dày vừa đẹp như này. Không sắm thì đi đâu mà sắm đây đúng không ạ? Mua ở đâu được cái phao này 350.000 nào các chị yêu ơi? Đấy, ngoài thị trường hàng chợ Ninh Hiệp họ bán buôn những cái phao như này. Mức giá đã là 300-320 rồi mà phao còn không đẹp bằng bên em cơ. Bây giờ hàng phao Việt Nam may tràn lan rất là nhiều nhá. Từ phong dáng cho đến đường kim mũ chỉ là nó không bao giờ nó chuẩn bằng cái hàng Quảng Châu nữa các chị yêu nhá. Rồi ok, tiếp tục này, qua K35 màu trắng, một tông màu trắng rất là tinh tế, trắng tinh thôi đúng không ạ? Sau vòng này mà mặc chụp ảnh sống ảo cho em thì thôi rồi, không có gì để nói, quá là tuyệt vời. Rồi, K35 kèm màu kèm số nhà trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 350.000. Bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu lại một lần nữa về sản phẩm K35 và đầy đủ từng tông màu của K35 nhé. K35 là một sản phẩm phao trần bông Quảng Châu cao cấp, được thiết kế ôm form rất là chuẩn. Điểm nhấn là phần logo ở ngực và logo ở tay này. Đấy, ống bo tay chun rất là ấm áp đúng không ạ? Mũ này không thể tháo rời nhưng có giải rút ở mũ giúp em. Ngày hôm nay sale mức giá là 350.000 mà bên ngoài thị trường đang dao động với mức giá từ khoảng 600-800.000 được không ạ? Rồi, đầy đủ size số từ M cho đến 2XL, từ 40-65kg mình có size lựa chọn cho em. Yêu thích để đúng, K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K35 màu trắng này 350.000, K35 màu hồng 350.000 này, K35 màu đỏ này, đấy 350.000, K35 màu xanh rêu này 350.000, K35 màu đen này 350.000, K35 màu xám này 350.000 và K35 màu xanh ngọc 350.000 nhá. Rồi, đầy đủ tông màu của K35 cho các chị yêu mình lựa chọn để đúng cú pháp cho em nào. K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000 này. Đấy, hàng đủ size đủ số luôn. Rất là nhiều màu cho các chị lựa chọn luôn nhé. Ngày hôm nay bao nhiêu màu đây ạ? 7 màu luôn và có đủ size nhé. Từ size M cho đến size bao nhiêu ạ? Từ size M cho đến size 2XL luôn các chị ạ. Đấy, tức là từ 40 cân đến 65 cân mình đều có thể mặc vừa cho em. Trần bông siêu ấm luôn này. Các chị cho các chị xem cái lớp lót bên trong này. Quá là đẹp luôn này. Đấy, rồi, thời tiết đấy, có tận 7 tông màu cho các chị yêu lựa chọn cơ. Đấy, để đúng cú pháp cho em nào. K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên thành công với mức giá 350.000 này. Em bao giá bao chất toàn thị trường luôn đấy. Rồi nào, K35 màu trắng 350.000, K35 màu xám 350.000, K35 màu đỏ 350.000 này, K35 màu xanh rêu 350.000, K35 màu xanh ngọc 350.000, K35 màu hồng 350.000 và K35 màu đen 350.000 nhá. Đầy đủ 7 tông màu luôn. Ok, bây giờ em qua mẫu đấy ạ. Đấy, còn chị yêu nào mà yêu thích thì phải nhanh tay chốt lẹ cho em nha. Chốt ngay không là hết hàng luôn đấy các chị yêu ạ. Rồi, phải chốt ngay cho em bởi vì hôm nay nhá, hôm nay là hàng sale đúng không nào? Số lượng này còn rất ít nữa, yêu thích là phải chốt luôn. Còn đợt rét nữa rồi nên là đừng có chần chừ giúp em. Yêu gái chốt luôn được không nào? Tiếp theo nhá, em qua mẫu áo phao là em đã đăng lên cho mọi người một chiếc mẫu áo da này. Áo da em đang mặc là áo da hàng Quảng Châu cao cấp, đến từ hàng Quảng Châu cao cấp bên em này. Với chất liệu là chất da hai lớp nhỉ, đinh tán ở cổ áo, đinh tán ở cầu vai này, khóa thật khóa giả, túi thật túi giả giúp em, kèm theo cho mọi người một cái đai, nếu không thích đai thì tháo đai ra giúp em được chưa nào. Khóa này là khóa cực kỳ trơn luôn nhá. Đấy, ok chưa nào? Hôm nay em sale chiếc áo da này với giá cực kỳ là sốc đúng không nào? Bên ngoài là 500-600 nghìn, hôm nay bên em giảm giá trong livestream ngày hôm nay chỉ còn 249 nghìn thôi. Mọi người không nghe nhầm đâu nha, 249 nghìn thôi. Một cái áo da bạc này là một cái màu hot trend của năm ngoái này, màu hot trend của năm ngoái và năm nay cũng là một màu hot trend luôn, nên là ai chưa có hay là có rồi phải zing ngay về cho em chiếc áo phao này nhá, chỉ có 249 nghìn thôi. Yêu thích để cho em là K05 là mã sản phẩm áo da em đang mặc trên người, sale chỉ còn 249 nghìn thôi. Rồi, tiếp tục này, qua K05 màu nhũ vàng này. Màu nhũ vàng hiện tại chị Dương đang mặc trên người đây, một tông màu là lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường thời trang áo da này. Đấy, chiều nào mà mình tham khảo thị trường về thời trang áo da mình cũng biết đây là một tông màu lần đầu tiên có đúng nào. Rồi, ngày hôm nay sale mức giá là 249.000 và hàng bên em là hàng hiện tại vẫn đang còn đủ size từ 65 đến 40, từ 65 trở xuống mình đều có size lựa chọn cho em. Rồi, K05 là
là mã sản phẩm ngày hôm nay sale 249.000. Ngày hôm nay với mức giá này, em cho các chị yêu đi tham khảo thị trường thoải mái, cũng không ở đâu bán với mức giá 249.000 như em. Nhưng mà đừng mang hàng đẻo ra so sánh với bên em được không ạ? Đấy, hàng Quảng Châu cao cấp loại 1 thì em bảo đảm em bao toàn quốc, không ở đâu có mức giá này nha. Rồi, bây giờ này có 3 tông màu, em sẽ qua từng tông màu cho các chị yêu này. Đấy, đấy. Một tông màu bạc em đã mặc đầu tiên đúng không nào? Tiếp theo đó là một tông màu nhũ vàng. Tông mũ và tông màu nhũ vàng chị Thùy Dương vừa mặc là một cái tông màu độc quyền ở bên Double Team Shop bên em. Nên là các chị nào thích ý là phải quất luôn. Bởi vì cái áo da màu này là em đảm bảo với các chị, em đảm bảo luôn cho các chị là mua về không bao giờ đụng hàng với ai luôn cái màu áo da này. Trừ những người mua ở bên em thì may ra mới đụng hàng. Chứ nếu mà không mua ở bên em thì không bao giờ có cái màu áo da này đâu nha. Một cái màu áo da nhũ vàng này rất là đẹp đúng không nào? Sale chỉ còn 249.000 thôi. Nhanh tay đặt cho em theo đúng cú pháp K05 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. 249.000, rất là rẻ mà rất là đẹp đúng không nào? Một kéo da cực kỳ là cồn ngầu. Nhanh tay giúp em nha. Rồi tiếp tục là K05 một màu vàng. Một màu vàng rất là trẻ trung năng động này. Một cái màu trẻ trung năng động này thì cái màu này rất là nổi bật này. Đấy, chị yêu nào mà mình thích nổi bật này, mình thích trẻ trung thì mặc cho em cái màu này nhá. Rồi K05 sale 249.000 để đúng cú pháp. K05 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 249.000. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu lại một lần nữa về sản phẩm K05 này. K05 là một siêu phẩm áo da hàng Quảng Châu cao cấp, được thiết kế rất nhiều đinh tán đính trực tiếp trên cầu vai và cổ áo, từ khóa giả cho đến khóa thật, túi giả, túi thật này, túi này là túi thật cho em. Khóa ở ống tay giúp chúng ta mở rộng phần ống tay nếu mình mặc áo len bị kích đúng nào. Rồi da là cái đai này có thể tháo ra nếu mình không thích này. Có thể mặc 3 kiểu, một là kiểu khoác, hai là kiểu như em và ba là kiểu kéo kín cổng cao tường đúng nào. Rồi ngày hôm nay sale mức giá 249.000. Hàng hiện tại vẫn còn đủ size dưới 65kg mình mặc ok cho em để đúng cú pháp. K05 kèm màu kèm số thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công. K05 màu nhũ bạc 249.000, K05 màu nhũ vàng 249.000 và K05 màu vàng 249.000 các chị yêu nhá. Rồi nhanh tay nha, yêu thích là phải để cho em là K05 kèm màu kèm số điện thoại. Bởi vì hôm nay sale một cách cực kỳ là sốc luôn đúng không nào? Nhanh tay để cho em nếu không là không còn giá như thế lâu. Tiếp theo nào, để kết hợp với cái áo da này bên trong là em đang một cái chiếc váy nhá. Chiếc váy này em thấy mấy chị quan tâm hỏi rồi đúng không nào? Một cái chiếc váy body, ôm form body em đang mặc bên trong cực kỳ đẹp. Với chất liệu là len tăm dày dặn đến từ hàng Quảng Châu cao cấp bên em. Cực kỳ đẹp luôn, được thiết kế hai túi này, hai túi hộp ở trước này, đấy. Cổ là cổ form hình trái tim nhá, cổ trái tim này. Đấy, rất là đẹp luôn đúng không nào? Khoác cho em áo da, áo phao, áo dạ ra ngoài kiểu gì cũng chơi được hết. Hôm nay chiếc váy len này em sale chỉ còn 149.000 thôi. 149.000 này. Mã sản phẩm là V88. V88 có hai tông màu nhá. Đó là một tông màu đen em đang mặc trên người này. Dấu dáng những người nào muốn mỹ mặc cho em cái váy body đen này. Rất là đẹp luôn đúng không nào? Tông màu tiếp theo đó là một tông màu màu xám này. Đây. Vải bên em này, chất liệu Quảng Châu cao cấp này. Len rất là dày dặn, quay ở máy cho em đảm bảo không hề gì nhá. Chỉ 149.000 thôi ạ. Mã hàng là V88 cho em nhé. V88 kèm màu đen hoặc V88 kèm màu xám. Kèm theo số điện thoại em lên đơn cho mình mức giá 149.000 mà em váy len body này cho em này. Mặc bên trong rất là ok này, vừa sang vừa tránh cho em này. Thời tiết mà xe lạnh mình mặc một cái váy này cho em cũng được. Thời tiết lạnh hơn mình khoác ngoài cardigan, áo khoác dạ, áo khoác phao, áo khoác da cho em đều hợp, đều ok nhá. Mã hàng cho em là V88 này. V88 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại này. Thế kiểu dáng rất là trẻ trung luôn đúng không ạ? V88 màu đen hoặc V88 màu xám nhá. 149.000 nào, chất liệu len tăm rất là dày dặn đến từ Quảng Châu luôn nha. Rồi, và bây giờ thì Dương sẽ qua sản phẩm tiếp theo là em đang mặc trên người, một sản phẩm váy len được thiết kế form dáng suông này. Sản phẩm này này, đó. Sản phẩm được thiết kế hai phần ống tay. Hai phần ống tay này được thiết kế là bồng xòe này. Đấy, rất là tiểu thư điệu đà đúng không ạ? Ngày hôm nay xem mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 99.000 trên sản phẩm này thôi. Yêu thích để đúng cú pháp xem là V62. V62 kèm màu kèm số lại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công. V62 bên em có 4 tông màu này, chất liệu len tăm dày dặn, co giãn thoải mái cho em. V62 màu đỏ mận 99.000, V62 màu xám 99.000, V62 màu xanh coban 99.000 và V62 màu nâu bò 99.000 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em. Đó chính là cú pháp lên đơn hàng thành công với mức giá 99.000 này. Đấy, ống tay rất là đẹp, thiết kế rất là tiểu thư điệu đà đúng không nào? Em bao vừa cho các chị yêu dưới khoảng cân nặng 65kg mình mặc thoải mái xem nha. Rồi, còn chị yêu nào yêu thích sản phẩm nào hay
hay quan tâm sản phẩm nào, câu hỏi thắc mắc gì mình để lại tại livestream để em trả lời trực tiếp thắc mắc cho các chị yêu. Còn không bây giờ thì Dương xin phép được kết thúc livestream ở đây. Áo da bên em có đủ size S, M, L, XL cho các chị yêu dưới 65kg nha. Rồi bây giờ thì Dương xin phép được kết thúc livestream ở đây. Xin chào và gặp lại tất cả các chị yêu ở một buổi livestream khác ạ.